Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Đại gia mua dâm là ai? Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang mở rộng điều tra về đường dây mại dâm cao cấp do Tú Bà Võ Thị Mỹ Hạnh 26 tuổi ngụ đường Nguyễn Anh, phường 17 quận Gò Vấp cầm đầu. Tú Bà Mỹ Hạnh và các chân dài khai về một số khách quen mua dâm là các đại gia ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, nhưng khách này có khi từ nơi khác tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh để mua vui. Ngoài ra với khách quen, Mỹ Hạnh còn điều chân dài bay đến tận nơi để phục vụ. Mỹ Hạnh còn khai tổ chức các chuyến xích tour cho các chân dài đại gia với giá cao tùy vào địa điểm và độ hot của các cô gái. Theo quy định của Mỹ Hạnh, khách đại gia chuyển khoản thanh toán trước cho Tú Bà này. Sau khi trừ khoản hoa hồng môi giới, Mỹ Hạnh chuyển vào tài khoản của các chân dài trực tiếp bán dâm. Để đường dây hoạt động kín kẽ, Mỹ Hạnh liên hệ với các đại gia và chân dài bán dâm qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao. Mỹ Hạnh chỉ đạo các cô gái thuê mướn xe hơi sang trọng để di chuyển và chọn địa điểm mua bán dâm là các khách sạn resort sang trọng. Mỹ Hạnh chỉ tổ chức giới thiệu chân dài cho các khách quen và người tin tưởng giới thiệu, chứ không đi khách lạ. Công an cũng làm rõ về việc một số cô gái tham gia đường dây vừa bán dâm nhưng vừa có hoạt động môi giới để hưởng hoa hồng. Như đã thông tin, để khám phá đường dây mại dâm nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án, giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công. Tối 9 tháng 8, ban chuyên án đã ập vào kiểm tra một khách sạn ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tú Bà Võ Thị Mỹ Hạnh về tội môi giới mại dâm và xử lý hành chính các cô gái bán dâm, khách mua dâm. Công an kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho đối tượng Mỹ Hạnh đến trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.